Thì chào mọi người nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu bàn cúng nha mọi người. Hay ở chỗ khu Mộc còn gọi là sập thờ, hay là còn gọi là bàn thờ mẹ bồng con đó. Tại nó có bàn thờ lớn với bàn thờ nhỏ. Thì cái mẫu bàn thờ này là chất liệu là gỗ gõ đỏ 100%. Và kích thước của cái bàn lớn á, là ngang 1m27, sâu là 61, cao là từ đất lên trên tới đỉnh là 1m27 đó. Và nó có một cái bàn cúng cơm. Bàn cúng cơm này á, thì là ngang là 69,5, sâu là 48,5, và cao từ đất lên trên tới cái mặt bàn cúng cơm là 70,5. Và tất cả kích thước của các bàn thờ này đều làm do số đỏ phong thủy hết nha mọi người nha. Và mẫu này là mẫu chạm sen, thì mọi người thấy mẫu này là mẫu cao cấp nha mọi người. Bởi vì cái mẫu này là ngang 1m27 và chất liệu của nó là gỗ gõ đỏ 100%, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà tê và hàng vân cây lựa. Mọi người thấy các nét chạm và sơn rất là đẹp nha. Đó, bởi vì Mộc bán có loại hàng rẻ hơn ấy, thì nó chỉ có 10.500.000 thôi. Còn cái bộ này thì nó làm dày dặn hơn. Và mọi người thấy các nét chạm nó rất là sắc nét. Và bộ này là ngang 1m27, giá của nó là 13.900.000. Và nếu nó có loại lớn hơn ấy, là ngang 1m47, giá của nó sẽ là 15.900.000. Giá bao gồm là sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính là 40 km. Tất nhiên là Mộc vẫn hỗ trợ vận chuyển từ Huế tới Cà Mau nha. Nhưng mà vận chuyển xa hơn thì Mộc sẽ tính thêm phí đôi chút. Và nó có cái mâm cúng kéo ra này. Đó, đặc thù của cái loại này là mâm cúng kéo ra. Đó, kéo ra rất là dày. Và cái mâm cúng cũng là gỗ gõ đỏ toàn bộ. Cái này là gỗ gõ đỏ toàn bộ, là gõ đỏ Nam Phi nha mọi người. Dòng Nigeria rất là đẹp. Đó, mọi người thấy vân này đố rất là dày. Đố này là dày 4 phân nha. Đó, mọi người thấy làm các chi tiết rất là đẹp và sắc nét. Mọi người thấy sơn rất là đẹp không? Đó, hàng này là hàng cao cấp nha mọi người. Và cái bàn mâm cúng cơm ở dưới nó cũng có một cái học kéo ra. Chỗ chạm sen này mọi người thấy có cái móc mà nó kéo ra. Thì cái học này là để mọi người có thể để nhang, để nến, để mấy cái đồ để mình cúng nó. Đó, cái loại này xịn này, nó có cái loại này. Đó, loại này Mộc đang quay cho mọi người là ngang 1m27, giá là 13.900.000. Đó, đây cho mọi người coi các nét dưới gầm này. Đó, rất là đẹp nha. Ra trượt bi và đều là gỗ gõ đỏ toàn bộ. Đó, cho mọi người coi chi tiết lại một chút. Đó, các nét chạm sơn này Mộc cũng sơn xịt ở bên trong nha. Còn ở dưới gầm thì Mộc để vân gỗ cho mọi người coi. Mọi người cứ coi vân mặt trước với vân mặt sau nha. Giống nhau thì nó là gỗ gõ đỏ thiệt nha mọi người, chứ không phải là gỗ công nghiệp phủ lên nha. Đó, mẫu này thì Mộc thiết kế là cái viền ngoài dày 3 phân, mặt bên trong là 1 phân 3. Đó, rất là dày. Mọi người xài cái này xài 5-60 năm thoải mái.